sau này con của con nghe. Bắt đầu luôn. Giờ lâm chung của Alexander Đại Đế. Trong giờ phút lâm chung, Alexander Đại Đế triệu tập các cận thần của mình và nói với họ ba điều ước cuối cùng của ông. Một, hãy để các ngự y giỏi nhất khiêng quan tài của ta. Hai, hãy giải tài sản của ta bao gồm tất cả tiền, vàng, kim cương, đá quý trên giường đến nghĩa trang, trên đường đến nghĩa trang. Ba, hãy để đôi bàn tay của ta được thả lỏng và để nó bên ngoài cho tất cả mọi người thấy. Một trong những vị tướng của ông đã rất bất ngờ trước những yêu cầu bất thường này nên đã yêu cầu Alexander giải thích. Alexander giải thích, ta muốn các ngự y giỏi nhất khiêng quan tài của ta để chứng minh rằng khi đối mặt với cái chết, ngay cả những ngự y giỏi nhất trên thế giới cũng không có sức mạnh cải tử hoàn sinh. Ta muốn giải hết tiền vàng trên đường để muốn mọi người biết rằng sự giàu có về vật chất có được trên trái đất này thì sẽ phải ở lại trái đất. Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trong gió để muốn mọi người hiểu rằng chúng ta đến với thế giới này bằng hai bàn tay trắng thì chúng ta rời thế giới này cũng với hai bàn tay trắng. Chúng ta sẽ không còn gì sau khi tài sản quý giá nhất của chúng ta đã cạn kiệt, đó là sức khỏe và thời gian. Wow, vậy mẹ có hết sức khỏe, có thời gian. Nga có gì? Con có. Ừ. Có thời gian, sức khỏe. Sức khỏe cũng lại